Em mà ngồi dậu ở giả lầu anh Đoàn Khởi à, em hạ à, em à, đi Bích Phường rồi tới Diệu Lê rồi anh Đoàn Khởi rồi à, anh Phong Võ rồi tới anh Đinh Vạn, anh Hoàng Minh, chị Na rồi chờ em nha em à, rồi em mời chị chủ tịch Bích Phường lên sân khấu rồi à, tới Diệu Lê rồi tới anh Đoàn Khởi. Rồi em mời Bích Phường lên hát bài Thời Con Gái. Mời Đào sáu ca cùng Bích Phượng 7477 Thời Con Gái, tác giả Bạch Nguyệt, Nguyễn Thịnh Nhân, karaoke. Mời Đào đẹp hát trước. Sợ hãi làm dâu
nước ngoài quốc mẹ đã rồi. Rồi mời Diệu Lê lên sân khấu, rồi tới Anna đoàn khởi, anh Minh Bạn, rồi anh cố vấn Phong Võ, Anna nhé.